Trịnh Kim Chi buồn và không tin khi bị nghệ sĩ Thương Tín nghi mập mờ số tiền 244 triệu đồng ngay lập tức sao kê. Thật sự ra mà nói thì Thương Tín chỉ nhận được Kim Chi tổng cộng số tiền là 130 triệu thôi. Những tưởng đã êm đẹp sau khi được các mạnh thường quân sắp xếp chỗ ở mới, nghệ sĩ Thương Tín mới đây tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi về nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, chia sẻ với Thanh Niên về số tiền 244 triệu đồng mình nhận về sau một thời gian được đàn em giữ hộ cho con gái. Thương Tín cho hay, mình bây giờ giữ tiền nên muốn mua bảo hiểm cho con ở đâu thì kệ anh, vì đây là tiền cộng đồng mạng cho gia đình của anh chứ không phải cho Trịnh Kim Chi. Trước áp lực về hàng loạt nghi ngờ chuyện từ trước tới nay, nam diễn viên vãn bài lật ngửa dùng tiền phung phí thì anh cũng đã đính chính rằng số tiền hơn 100 triệu đồng đầu tiên nhận về từ Trịnh Kim Chi là được dùng để sửa lại xe hơi, trang trải cuộc sống trong giai đoạn giãn cách xã hội. Còn về kế hoạch sử dụng số tiền hơn 240 triệu đồng, nam nghệ sĩ cho biết mình sẽ đưa hết vào ngân hàng để có tiền lời cho con đi học, nên ai đó nói anh lấy tiền về dùng là vô lý. Không những thế, Thương Tín còn hờn dỗi khi trách Trịnh Kim Chi không hỏi ý kiến của mình mà tự động nhảy ra kêu gọi cộng đồng mạng, chứ anh chẳng nhờ vả gì từ đầu tới giờ. Thương Tín thẳng thắn, nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp, nên tôi cảm ơn, nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi không một lời nào nhờ vả hết. Anh ngụ ý tối đàn em giữ tiền bảo hiểm 244 triệu đồng mà chẳng chịu đóng nên mới phải lấy về như thế. Trịnh Kim Chi nghe đến điều này đã bức xúc nói rằng nếu cô không đóng tiền, làm sao có người giao giấy bảo hiểm. Nữ nghệ sĩ giải thích về việc giữ số tiền mà không đóng hết một lần cho công ty bảo hiểm là vì bên công ty nói rằng chỉ đóng theo từng năm. Khi cô đóng năm đầu tiên, người ta đã giao hợp đồng cho vợ của anh Thương Tín chứ không phải cho cô. Có anh ấy ở đó và có clip làm bằng chứng nên việc đàn anh nói mình không đóng tiền bảo hiểm là không đúng. Bảo hiểm cho bé có 12 năm đúng không? Dạ. 12 năm thì là bây giờ chị giao cho em. Trước quá nhiều những cáo buộc và nghi ngờ từ phía người mình đã từng đứng ra hỗ trợ như thế, Trịnh Kim Chi nói rằng cô rất bất ngờ vì cô chỉ muốn giữ được hình ảnh đẹp đẽ cho anh, mong anh có được cuộc sống ổn định với vợ con. Nếu thực sự anh ấy nghĩ và nói về tôi như vậy thì buồn lắm, dù sao thì anh ấy cũng là đồng nghiệp, là đàn anh của tôi nên hy vọng cũng không phải là như vậy, cô chia sẻ. Trước câu chuyện này, nữ nghệ sĩ đã có động thái sao kê thời điểm quyên góp từ thiện cho đàn anh với những con số cụ thể. Cụ thể, Trịnh Kim Chi bày tỏ với truyền thông rằng mình không muốn lên tiếng quá nhiều về sự việc. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ này là chia sẻ bài viết vào ngày 26 tháng 2 năm 2021 với từng con số cụ thể và mục đích của việc này là làm việc cái tình cái nghĩa với đồng nghiệp khó khăn. Bài đăng thời điểm ấy của nữ nghệ sĩ có liệt kê từng người đóng góp vào tài khoản cho bao nhiêu, tổng kết theo từng đợt và cô cũng chia sẻ công khai tài khoản ngân hàng của vợ Thương Tín để mọi người ủng hộ. Trước động thái này, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi lời động viên tới Trịnh Kim Chi. Họ mong rằng cô đừng buồn hay suy nghĩ quá nhiều vì tất cả mọi người xung quanh luôn hiểu cho việc bà bầu đã cố gắng lo liệu trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại sự việc đang gây nên nhiều xôn xao tranh cãi trước phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng để lại bình luận nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.